Em xin chào các bác. Tiếp tục em lên cho các bác là hai cặp bát nhé. Một cặp bát là bằng carbon, một cặp đây là bằng giấy. Bác nào thích tiếng ấm thì lấy cặp này. Bác nào thích kiểu bát khỏe, trẻ trung thì lấy cặp này. Đấy, đây là hai cặp máy cực hay luôn các bác nhé. Hai cặp máy cực hay luôn. Đấy. Dòng bát này thì nó kích thước của nó đây là em đo được là 13 này. Mà con này thì kích thước đo được cũng là bát 13. Đấy. Đều là dòng Onkyo. Con này thì bát của nó là bằng carbon này và gân của nó là dòng gân vải hai lớp các bác nhá. Tức là em xin lỗi, nó là gân vải là gân xếp nhá, không phải hai lớp mà là gân xếp. Đây này. Đấy, nó có hai cái kiểu dạng gân xếp thì cái quang âm, cái độ dao động của nó ấy, nó sẽ rộng mở hơn thì tiếng nó sẽ thanh hơn. Đấy. Còn dòng này thì bằng giấy này thì tiếng nó sẽ ấm hơn này. Đó, tiếng rất là ấm và nghe nó hay lắm. Nói chung thì mỗi một cái chất liệu màng thì nó sẽ cho một cái chất âm khác nhau. Đấy. Công suất của loa bát ở đây thì nó là 25W trở kháng 5 ohm này. Con này thì cũng 25W nhưng mà trở kháng này là 3,5 ohm. Đấy. Đây. 3,5 này thì các bác đấu song song với cả cái con tép thì nó sẽ trở kháng nó sẽ là khác nhé, nó sẽ tăng lên nhé, chứ không phải là nguyên chỉ là nhạy, bởi vì là nó sẽ có công suất là công thức tính trở kháng riêng tùy theo cách mình đấu song song hay đấu nối tiếp. Cái này cũng tùy thuộc vào cái phần loa các bác ở nhà nó tép bao nhiêu nữa cơ. Đấy. Đây, thì con này thì các bác có thể bỏ cả kiềng ra nhé, bỏ được cả kiềng ra. Đấy. Đây là hai con. Đấy. Với những cái dòng này thì các bác về cứ việc lắp vào là nghe thôi, củ từ rất là to, hàng rất là xịn. Đấy, từ kép là còn được bọc ở bên ngoài một lớp cái dòng kim loại sexy 7 màu rất là đẹp. Bác nào chốt cặp nào thì em test cặp đấy nhá. Ví dụ như chốt cặp màu này thì báo cho em, và chốt một cặp màu trắng thì báo cho em. Cứ thích cặp nào cũng được, báo cho em nhá. Về cặp này thì giá của nó là để các bác 390 nhá, 390 này, còn cặp này để các bác là 480. Đấy. 480 cặp này, 390 cặp này. Bác nào chốt cặp nào alo cho em thì để em test bàn giao cho. Đấy. Cái này là em đảm bảo cho các bác là zin nhá, hàng zin luôn nhá. Thứ nhất là đảm bảo cho các bác, cam kết cho các bác là hàng zin. Thứ hai, đó là đảm bảo cho các bác là hàng lên bình thường, tức là tiếng lên bình thường. Bác nào chốt thì em sẽ test bàn giao. Nhận hàng các bác được kiểm tra và đổi trả nếu như không đúng hàng, được chưa ạ? Đấy. Nếu như cam kết nhưng không đúng hàng trên video thì các bác có thể được đổi trả. Đấy, bác nào lấy thì chốt cho em cái mã nó này. VK1255E nhá. Đấy. Đây. VK1551225E này. Đấy, nhận hàng nếu mà không đúng hàng được quyền trả lại hàng các bác nhá. Đấy. Đây. Con này là 1368A. Đấy. 1368A. Nhận hàng không đúng mã trả hàng cho em nhá. Nhận hàng không đúng mã được trả hàng. Đấy. Cái này thì giá trị của nó có ít, thế nên là các bác lấy thì có thể là chuyển khoản hết luôn cho em nhé. Tại vì là nó cũng có 300 mấy rồi em không bỏ sang bên kia thu, nó lặt vặt quá. Đấy, còn các bác cứ nhận hàng, kiểm tra không đúng hàng, được hoàn tiền. Được chưa ạ? Không đúng hàng, được gửi trả hàng lại và hoàn tiền. Đấy. Thì mọi thông tin đặt hàng, alo cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhé. Một trong hai số gọi cho em số động được, hoặc có thể là qua trực tiếp cửa hàng lấy hàng nhé. Em xin chào.